Chủ đề của video kỳ 16 lần này, game 3, cũng là Drag and Drop thôi mà, trong Storyline 3. Với video này, Master Đăng Dương hướng dẫn các bạn thực hiện một cái game tương tác rất là thú vị để học sinh thích bài của các bạn, thích bộ môn các bạn ha. Ở trên màn hình đó là cái hướng dẫn xếp lá cờ vào các cái ô trống bạn ha. Thì nếu các bạn ghi là cờ Việt Nam vị trí 1, cờ Mỹ vị trí 2, cờ Nhật vị trí 3 vậy quá bình thường, học sinh không động não. Mà các bạn nên đặt các cái câu hỏi theo như vậy bạn ha. Đây rất thú vị, học sinh sẽ động não ha để phát triển cái tư duy và hình thành những cái khả năng giải quyết và phân tích đề cũng như là tăng cường các cái khả năng khác ha và phát triển sự thông minh của học sinh bạn ha. Rồi. Thì học sinh có sẵn trong người cái sự thông minh rồi. Các bạn là người sẽ moi ra và phát triển cái năng lực đó, cái thông minh đó cho học sinh bạn nhớ nha. Rồi. Rồi các bạn quan sát nè, khi ta đọc cái này thì cờ Việt Nam kế cờ Mỹ, vậy Mỹ đâu? Vậy ha, vậy chúng ta phải coi cờ Mỹ cờ Mỹ vị trí 2. Đây, vậy chúng ta kéo cờ Mỹ bạn ha. Đây. Thì với bạn vì cái này thì học sinh sẽ học thêm được về lá cờ, về chính trị, rồi về lịch sử địa lý rất là thú vị các bạn ha, về du lịch bạn ha. Rồi đây, kéo vị trí 2. Tiếp theo cờ Việt Nam kế cờ Mỹ, vậy Việt Nam sẽ là một là đây hoặc ở đây các bạn ha, vậy để sau ha, để sau. Rồi tiếp theo cờ Pháp kế cờ Anh, vậy Anh đâu, vậy đây cờ Vương quốc Anh cuối cùng, đây chúng ta kéo đây các bạn ha. Đó, các bạn thấy nè, khi rà chuột và khi kéo nó sẽ bay rất là thú vị bạn ha. Đó, rất thú vị ha. Đó, rồi nhoi thú vị ha. Rồi tiếp theo cờ Vương quốc Anh nha, cờ Pháp kế cờ Anh, đây Pháp là cái này các bạn ha, để học sinh lại biết thêm về cờ ha, về chính trị, về quốc gia ha. Rồi tiếp theo cờ Nhật kế cờ Pháp, đây cờ Nhật thì phải kế Pháp bạn ha, kế Pháp là cái này và chắc chắn Việt Nam là đây thôi các bạn ha. Đó, như vậy chúng ta đã tạo được một cái game tương tác mà học sinh phải động não rất thú vị bạn ha, rất là hay. Và chúng ta chọn Smith là correct bạn ha. Rồi nào, còn chần chừ gì nữa, chúng ta đến ngay phần thực hành trên máy cái thao tác rất là thú vị này. Chào mừng các bạn đến với loạt video hướng dẫn thiết kế bài giảng e-learning tương tác giúp bạn hoàn thiện năng lực số trong dạy và học nhằm thay đổi thế giới với tinh học của Master Đăng Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học thêm, tập huấn, quảng cáo, cộng tác. Vui lòng liên hệ số điện thoại và email ở trên màn hình. Các bạn có thể kết nối tài trợ cho kênh. Vui lòng xem phần mô tả phía dưới của video này. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Lăng Dương Channel. Rất vui mừng được gọi lại các bạn với video này. Tiếp tục các bạn thành thạo các kỹ thuật để tạo nên bài giảng e-learning trong Storyline 3. Với mục đích trên là bài giảng e-learning tương tác, dưới là tư duy máy tính, tư duy lập trình, phát triển năng lực số và thay đổi thế giới với tính học. Trước khi vào dưới video, nếu bạn nào xem video này lần đầu tiên, các bạn cho một like, share để ủng hộ Master Đăng Dương. Và khi xem xong, các bạn nhớ đăng ký kênh bằng đường link và đăng ký. Khi đăng ký, nhớ nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và bạn nào muốn tài trợ cho kênh, vui lòng xem phần mô tả phía dưới video các bạn nhớ nha. Đường link đăng ký kênh và đường link để tài trợ kênh nằm ở phần mô tả phía dưới của video. Nội dung của video này, một cách nhìn khác về kỹ thuật Drag and Drop. Các bạn thấy trên màn hình chúng ta có một lá cờ, đây là lá cờ của nước Pháp. Thì các bạn sẽ làm tương tác sao cho khi các bạn rà chuột vào cái lá cờ này thì lá cờ sẽ chuyển động ha, bay rất là thú vị các bạn. Thì muốn thực hiện điều này, các bạn phải xem cách làm việc với state trong cái video số 5 của kênh Master Đăng Dương Channel. Nghĩa là các bạn phải thực hiện là vào kênh YouTube này các bạn ha. Đây, các bạn vào kênh này, các bạn từ khóa này các bạn ha, các bạn xuống cái danh sách phát có tên là thiết kế bài giảng e-learning các bạn ha. Và các bạn sẽ kiếm ra cái video là số 5. Đây các bạn. Đây video này các bạn ha, là làm việc với state để chuyển cái lá cờ Pháp từ tỉnh sang động các bạn nha. Nhớ xem đó, và khi xem các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh các bạn nhé. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ có cái phần phân tích như sau các bạn. Là với cái kỹ thuật này á, các bạn sẽ sử dụng để dùng trong các cái hoạt động như là khởi động bài giảng và là bắt đầu một hoạt động mới, hoặc nối các kiến thức bài học, hoặc mở ra củng cố nội dung bài học, hoặc tặng điểm
trao quà cuối bài hoặc là thực hiện phần vận động của bài học các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là với cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 á, thì chú trọng rèn học sinh cái khả năng đặt vấn đề và tự giải quyết vấn đề để từ đó phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, bạn nhớ nha. Rồi thì các bạn có thể lưu ý là khi các bạn thiết kế một bài giảng e-learning á, nếu các bạn chỉ thiết kế để học sinh ngồi xem không á, là thụ động không làm gì cả, thì các bạn đã chỉ tác động vào cái phần nhận thức bậc thấp, tức là biết hiểu thôi, và như vậy là không đúng một cái bài giảng e-learning tương tác, các bạn nhớ nhé. Mà các bạn phải thiết kế bài giảng e-learning mà có sự tương tác cao để tác động vào cái mức nhận thức cao hơn, đó là vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo các bạn ha. Như vậy mới đúng. Hiện nay có một số cái đơn vị tổ chức chấm các bài, tức là tổ chức thi thiết kế e-learning các bạn ha, họ chấm chỉ đơn giản là bài đẹp thôi, chứ hoặc là đúng kiến thức thôi, chứ không đánh giá về mặt tương tác, mà tương tác mới là phần quan trọng các bạn ha. Khi đó học sinh mới phát triển được cái năng lực của nó, tương tác vào bài giảng để mà tìm tòi phát huy cái sáng tạo thông minh của học sinh các bạn nha, thì đúng mới là tương tác. Thì ở trong slide 3 thì cái chuyện tạo tương tác này là vô cùng dễ và phù hợp các bạn nhớ nhé. Nào các bạn cùng Master Lăng Dương vào phần thực hiện ở trên máy tính. Đầu tiên các bạn có như sau, là chuẩn bị tải xuống từ internet các hình các lá cờ và hình động gif tương ứng, tức là lá cờ đứng yên và lá cờ bay 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 các bạn ha, rất là thú vị, và lưu vào một folder trong máy các bạn nhé. Tiếp theo các bạn đến bước 1, đó là chọn thẻ slide, chèn slide mới đặt tên là game xếp cờ và chọn tỷ lệ khung 16:9 và cái độ phân giải như trên màn hình các bạn ha. Đây, các bạn sẽ vào cái slide và các bạn sẽ chọn là new slide đây các bạn, đây. Slide và new slide để các bạn chọn slide mới các bạn ha. Rồi như vậy các bạn chèn vào. Sau đó các bạn vào cái phần design và các bạn sẽ chọn vị trí này các bạn ha. Đấy. Đây, các bạn vào design, vào slide size và các bạn chọn đây. Khung hình là 16:9 và độ phân giải này. Đây là cái chuẩn với các cái thiết bị nghe nhìn hoặc là các cái dịch vụ nghe nhìn trên internet các bạn nha. Rất là chuẩn. Rồi các bạn nhớ nha, đây chọn là khung hình 16:9 này. Tiếp theo các bạn thực hiện bước thứ hai là các bạn thiết kế slide gồm các đối tượng như sau. Thứ nhất là hình nền và gợi ý xếp cờ. Đây các bạn thấy, chúng ta có cái nền bạn đào từ trên mạng về, hình của bản đồ thế giới. Thứ hai đó là cái hình gợi ý các cái cách xếp cờ nhé. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ thực hiện là đưa 5 cái hình chữ nhật rỗng để chứa 5 đáp án. Đây các bạn có 5 cái hình này các bạn ha, đó để chứa. Thì bây giờ Mát Đăng Dương đã làm sẵn 4 cái rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo là cái đáp án tiếp theo bạn ha, mà các bạn sẽ vào đây các bạn insert đó. Đó. Ở đây các bạn thấy là chúng ta còn thiếu lá cờ của Vương quốc Anh. Vậy chúng ta thực hiện ở đây các bạn ha, là chúng ta sẽ vào là shape để các bạn chọn cái hình này. Đó, bạn sẽ kéo ra. Đó, để chứa lá cờ của Vương quốc Anh. Đấy. Ha, rồi chúng ta sẽ bỏ cái phần vô shape, ở vô format các bạn chọn là shape fill á, các bạn chọn là no fill. Đó, vậy các bạn được ha. Sau đó bạn đặt tên các bạn ha, đặt tên như này. Đó là Việt Nam đáp án, Mỹ đáp án, Nhật đáp án và Vương quốc Anh đáp án đây các bạn ha. Bạn sẽ sửa đặt tên cho cái này ở vị trí này bằng cách các bạn nhấp đôi chuột vào nha, bạn nhấp đôi chuột vào. Rồi các bạn ghi là Vương quốc Anh mà là đáp án, tức là chứa đáp án, các bạn kéo vào, bạn ha, đáp án. Rồi, enter. Đó, thì các bạn nhớ là đặt tên như vậy á, thứ nhất là nó rất khoa học ha, có vẻ là chuyên nghiệp, pro ha, pro ha. Đó, và dễ để lập trình các bạn nhớ nhé. Rồi, tiếp theo là các bạn tới phần D. Đó là hình 5 lá cờ của 5 nước đặt tên là Việt Nam, Mỹ, Nhật, Pháp, Vương quốc Anh. Đây các bạn thấy nè, chúng ta có các lá cờ này các bạn ha, lá cờ này. Rồi bây giờ chúng ta thêm lá cờ của nước Vương quốc Anh các bạn ha, bằng cách là các bạn đã download về từ internet. Đây các bạn download về, chúng ta có lá cờ này và chúng ta sẽ kéo cái lá cờ của Vương quốc Anh vào các bạn nha. Đây ta kéo vào, đó kéo vào đây. Đó, như vậy thì chúng ta có lá cờ rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ xếp lại chỗ này cho nó đẹp bạn ha, và nó đều vừa vào cái khung hình đó. Đó, nếu mà đây bạn ha, kéo vào là xếp vừa bạn ha, rồi đo rồi kéo đây đó và xếp đây, và các bạn đặt tên cái lá cờ này bạn ha, đây là Vương quốc Anh. Đây đặt tên các đôi chuột vào là Vương quốc Anh đó ha, enter. Như vậy chúng ta đã có như sau các bạn, các cái lá cờ bạn ha, đây lá cờ Mỹ, Pháp nè, rồi các bạn có cái lá cờ là ở đây chúng ta có là đây bạn ha,
đặt tên Việt Nam, Mỹ, Pháp này. Rồi các bạn sẽ có tiếp tục ở đây là chúng ta có là Vương quốc Anh nè. Rồi các bạn sẽ có ở đây là Nhật ha. Đây Nhật nữa, Pháp, Mỹ, Việt Nam. Rồi chúng ta có Nhật đâu? Nhật đâu? Đây, Nhật các bạn ha. Là đủ các cái lá cờ rồi. Và chúng ta có cái ô chứa này các bạn ha. Đây ô chứa này là các bạn có là Việt Nam đáp án vân vân bạn ha. Đó rồi Pháp đáp án, Nhật đáp án ở đây. Đó bạn ha, vân vân. Đây chúng ta là đặt tên cho các cái này. Đó, chúng ta có 5 cái đáp án ứng với 5 lá cờ giống như trên màn hình các bạn ha, đặt tên. Rồi, để chúng ta dễ lập trình. Rồi. Tiếp theo các bạn bước 3 là tạo trigger. Rồi các bạn có như sau. What? Là khi người học rà chuột hoặc click chuột vào lá cờ thì sẽ chuyển trạng thái state của lá cờ theo một mục đích đó, là thay hình lá cờ tỉnh thành lá cờ bay. Rồi, thì đây chúng ta giả sử chúng ta làm với vương quốc Anh các bạn ha. Các bạn như sau. Các bạn sẽ làm như sau các bạn ha. Đây. Chúng ta sẽ bước 1 là click chọn base layer game set cờ. Bước 2 chọn nút new trigger và lập kịch bản điều khiển lá cờ Vương quốc Anh như sau. Đây các bạn đầu tiên này, nhấp chuột vào đây là cái base layer các bạn ha. Đó. Được chưa? Rồi, ở đây các bạn lưu ý là xếp nha. Đây, đặt tên này ha là game. Game này các bạn. Rồi, set cờ. Đó, đặt tên cho nó khoa học các bạn nha, set cờ. Rồi, sau đó các bạn chọn nút new trigger đây các bạn để các bạn lập kịch bản ra. Kịch bản đó như sau. Đó, ha, như trên màn hình. Đây. Đây với cái lá cờ của chúng ta làm với lá cờ của Vương quốc Anh các bạn ha. Đây. Chúng ta sẽ thực hiện là nhấp chuột ở đây. Rồi các bạn chọn là cái gì? Là action á, là change state of. Rồi, of của cái gì? Là on object, đó là đối tượng là Vương quốc Anh. Rồi. Tiếp theo, thành cái to state là trạng thái là hover. Đây, đây là cái một quan trọng nhất các bạn ha. Các bạn chọn là hover tức là rà chuột vào. Đó, bạn chọn này. Rồi nhấp vào bạn ha, to hover. Rồi, khi nào? Khi người dùng click chuột, user click. Vào đâu? Vào Vương quốc Anh. Tóm lại các bạn thiết kế nội dung này giống như bên tay phải ha, hai cái là được các bạn. Đó, rồi, bạn đối chiếu hai bên nha. Tiếp theo các bạn nhấn ok. Ok là bước 4. Rồi. Thì khi đó các bạn sẽ làm xong bước này rồi thì nó hiện ra này các bạn. Đây là Vương quốc Anh. Đó, khi nhấp vào khi nhấp chuột vào lá cờ thì chuyển cái hover. Vấn đề là hover là cái gì? Đó, chúng ta sẽ làm như sau bạn ha. Tiếp tục, sau bước 4 là bước 5. Các bạn thực hiện là chọn lá cờ Vương quốc Anh và click vào cái trò chiến này state và các bạn thực hiện thay đổi state của nó từ lá cờ tỉnh sang cờ động ha. Các bạn như sau. Các bạn sẽ chọn là đây, state này các bạn. Ở đây. Đó, chỗ này các bạn chọn đây các bạn ha, chọn. Rồi, khi này là hover đã được đưa sẵn vì các bạn hồi nãy các bạn chọn hover. Bây giờ các bạn thấy là từ ở đây chúng ta có hai cái trạng thái là bình thường và hover đều là cái lá cờ Vương quốc Anh mà nó nằm yên. Bây giờ các bạn sẽ chọn là cái gì? Chỉnh cái hover này mà các bạn nhấp chuột vào nút này các bạn ha, là edit state. Rồi bạn chọn nhấp chuột vào. Rồi các bạn sẽ chọn cái hover này các bạn ha, hover này. Đây, bạn chọn cái phần hover này nè. Đó, rồi. Tiến hành các bạn sẽ thay đổi lá cờ thành lá cờ bay bay. Vậy các bạn như sau các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thực hiện ở đây là các bạn đã download trên mạng về rồi, đó là cái hình lá cờ này, các bạn kéo vào đây ha, bạn kéo cái hình đó vào trong bài này các bạn kéo vào. Nào nào thấy không? Kéo đi ha. Đây, chúng ta sẽ kéo lá cờ này các bạn ha, kéo vào trong đây. Kéo đây ha. Rồi, bạn kéo nha. Kéo vào đây. Đó, rồi. Xong rồi, bạn thực hiện cái việc á là thay cái vị trí lá cờ có sẵn bằng cái đó thì các bạn sẽ kéo xuống đây các bạn ha. Đầu tiên các bạn kéo sẵn đã xuống đây. Các bạn đo cái khoảng cách và kích thước giống gần giống như là cái kích thước của lá cờ nằm yên là tỉnh các bạn ha. Đấy nằm yên rồi các bạn đo các cái chiều cho nó khớp ha, khớp để cảm giác là giống như một lá cờ thôi các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành là xóa lá cờ đã có bằng cách mắc phải chuột, các bạn chọn là send to back. Rồi sau đó nó hiện ra lá cờ tỉnh, các bạn sẽ chọn lá cờ tỉnh ha, chọn nhấp chọn này, các bạn nhấn delete nha là xóa. Như vậy chỉ còn cái lá cờ này là lá cờ bay bay thôi các bạn nha. Rồi, như vậy các bạn thấy nè, chỗ này chúng ta có hai trạng thái ở đây. Một cái là bình thường, normal là tỉnh và hover là khi rà chuột vào nó sẽ động các bạn ha. Rồi, sau khi xong rồi các bạn sẽ thực hiện cái việc là nhấp chuột vào cái nút Done Editing State này các bạn nhé. Rồi, đó, thì các bạn nhấp chuột đây. Như vậy đã hoàn thành xong cái việc là tạo cái hiệu ứng khi rà chuột vào lá cờ, cái Vương quốc Anh nó sẽ là bay bay, rất là thú vị các bạn nha. Rồi. Như vậy các bạn đã tạo xong được cái trigger tương tác với cái lá cờ của Vương quốc Anh là khi nhấp chuột vào cái
lá cờ đó thì nó sẽ chuyển qua dạng máy bay rất là đẹp. Tiếp theo, các bạn sẽ là thực hiện bước 7 là các bạn chọn thẻ insert, chọn convert to freeform để thực hiện cái câu hỏi dạng kéo thả, để kéo các lá cờ vào cái ô trống các bạn nha, của đáp án đó. Các bạn như sau, các bạn sẽ vào phần insert và các bạn chọn lúc này ha, đây insert, các bạn chọn là convert to freeform. Tuy nhiên đây Master Lang Dương đã làm sẵn rồi nên nó hiện ra cái tên khác bạn ha. Như vậy khi bạn chọn lúc này xong thì nó hiện ra chỗ này các bạn, đó nó làm cái thẻ là form view. Rồi các bạn nhấp chuột vào, rồi sau đó các bạn thực hiện như sau các bạn ha. Đây rồi, ở đây đã có sẵn 4 lá cờ Việt Nam, Mỹ, Nhật, Pháp và ứng là Việt Nam đáp án, Mỹ, Nhật đáp án, vân vân. Các bạn tiếp tục chọn ở đây là các bạn chọn đây, các bạn lưu ý ha, là Vương quốc Anh. Đó, các bạn chọn ở đây là lá cờ Vương quốc Anh. Và bên này các bạn đương nhiên rồi là các bạn phải chọn cái đáp án đây, Vương quốc Anh đáp án ha. Rồi bạn chọn. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Đó, rồi. Tiếp theo, các bạn phải chọn ở phần trên này các nội dung như sau. Thứ nhất là các lá cờ đó phải thay đổi vị trí ban đầu. Đó. Tiếp theo, cái số lần làm ở đây các bạn sẽ cho là thực hiện là số lần là không giới hạn, unlimited. Bạn hàng nhớ nha. Đây các bạn chọn đây. Đó, đảo của họ cái lá cờ ban đầu. Và các bạn sẽ chọn đây là cái giới hạn là không có giới hạn, unlimited. Bạn nhớ nha. Rồi, xem các bạn sẽ thực hiện phần preview. Và các bạn sẽ nhấp chuột vào vị trí này. Các bạn chọn preview và các bạn chọn dislike để thưởng thức cái sản phẩm của các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp đây, preview, dislike. Thì các bạn sẽ có cái thành quả như sau để chúng ta thưởng thức, rất là thú vị các bạn. Đây các bạn thấy, đầu tiên lá cờ Việt Nam là bên trái, bây giờ nó nằm phải rồi ha, và đang gần chót rồi đó. Rồi, thì bây giờ học sinh phải đọc cái hướng dẫn này các bạn ha, để biết bạn ha. Đấy. Thì nếu các bạn để là lá cờ Việt Nam ở đầu, rồi cờ Mỹ tiếp theo, rồi cờ vân vân đó, thì nó nhàm lắm. Mà chúng ta phải đặt như trên mình, như gợi ý trên màn hình bạn ha. Tức là chúng ta phải kích thích vào cái não bộ, động não của học sinh đó. Bây giờ đầu tiên lá cờ Việt Nam kế cờ Mỹ, vậy Mỹ đâu ha? Vậy đây học sinh phải biết là gì, đây cờ Mỹ à. Thì với cái tương tác này ha, thì chúng ta đã tác động ngược lại vào bộ môn lịch sử, địa lý ha, về du lịch ha, rất là thú vị đúng không ạ ha. Đấy, và bạn thấy nè, khi lá cờ chúng ta rà chuột vào lá cờ Mỹ thì nó bay bay à, rất thú vị ha. Rồi bạn kéo vào cờ Mỹ là vị trí 2 đó, đây đó. Rồi tiếp theo là Mỹ 2 ha. Rồi gì nữa, cờ Việt Nam kế cờ Mỹ, vậy cờ Việt Nam sẽ có thể là nằm chỗ này hoặc nằm này các bạn ha. Vậy chúng ta nhìn tiếp chưa biết ha. Rồi cờ Pháp kế cờ Anh, vậy Anh đâu, chưa có. Và dòng thứ ba là cờ Vương quốc Anh cuối cùng, đây chúng ta có đáp án rồi. Nhấp đây kéo vào, khi nhấp là thấy không, là lá cờ nó sẽ bay rất thú vị ha. Đẩy vào. Rồi tiếp theo chúng ta có gì, cờ Mỹ vị trí 2 hay rồi ha. Rồi gì nữa, cờ Pháp kế cờ Anh ha. Đây Pháp ở đây đó, học sinh phải biết thêm về cái kiến thức về địa lý nữa ha, về cờ, về chính trị ha. Rồi đây đó, đây đó. Gì nữa, chúng ta có gì, cờ Pháp kế cờ Anh, rồi đây Pháp kế Anh, cờ Nhật kế cờ Pháp, đây cờ Nhật đây là chụp vào thì kế cờ Pháp đúng không, thì chắc chắn Việt Nam là mấy thôi các bạn ha. Đó, và như vậy chúng ta nhắc chụp vào nút submit là đúng bạn ha. Đó ha, đúng đó, rất là tốt. Rồi quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế, như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn đấy. Video số 16 đã hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết thêm một số kỹ năng để tạo nên một bài giảng e-learning tương tác thật hấp dẫn, thật ấn tượng để học sinh thích các bạn, thích bộ môn các bạn. Các bạn xem xong các bạn nhấn vô một like, share và nhớ đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh, các bạn nhấn vào chuông thông báo và chọn tất cả, chọn all để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Lang Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.